Hôm nay Tuấn Japan bàn giao một sản phẩm ghế massage Panasonic EPMA 1-2. E là một bè là cái sản phẩm mới nhất của hãng Panasonic cho anh Hào ở phố Bùi Thị Xuân. Bao giờ Tuấn các bạn phải nói là cái mã vạch, cái mã số mã vạch ở vỏ thùng này với tia trong máy là bao giờ phải trùng khớp nhau. Đây là những cái giấy tờ vận chuyển đường hàng không và bên shop bên Nhật Bản. Đó, đây nguyên thùng. Và đây là cái phiếu của nhà hãng bên shop bán hàng này. Hãy bao giờ cũng kẹp ở đây riêng Panasonic. Bây giờ với bóc tem. Đấy em kiểm tra xem nó chuẩn rét một tí nữa là. Thật ra thì mình làm ấy thì mình kinh doanh anh bao giờ anh gọi là chia sẻ và mình kiếm một chút lợi nhuận đây chứ không bao giờ mình làm lếu nhếu được. Không bao giờ làm đấy. Nó rất là đơn giản.
Xong bây giờ nhé, em chưa ok, tức là khi mà em thích ngồi này hoặc em thích ngả ra không chuẩn mực đây, nó có bốn phím cơ đấy, thì em cứ ấn đi, nó giữ, em giữ tay như thế này thì nó phải giữ cái thằng Fandinda Robo 1000 kia thì mình bấm cái thì nó tự động, những cái này Panasonic và các hãng kia thì phải chân nhà em lên đạp thẳng đấy, thì cái gót chân bao giờ thì em cũng để cho đấy sát gót chân nhé. Đây em xoay ra đây được, đấy xoay. Cái màu này vào không gian này em anh nói là quá đẹp. Nhưng mà thật sự màu đen anh nó hơi phí chứ khách hàng được. Anh nhìn cái phòng đen nó đẹp như thế. Phòng sao? Đấy, em nói ok, ok, cái lúc xanh cũng xanh. Ok hơn. Đấy, ok, đấy. Xong khi mà lúc kê thì cái lưng của em nhá, bao giờ phải sát cái lưng ghế này. Thế em đặt cái lưng này rồi cái gối của em nằm cho nó hay lắm, thì để lúc đấy thì nó sẽ tự em nó tự nhận, nó sẽ đo các huyệt đạo của em, người cao người thấp gầy béo nó mới đo chuẩn nhất. Cái lúc mà mình tư thế mình setup ngồi ấy là rất quan trọng, có thoải mái nhất thì đo đúng luôn. Khi mà mình mua cái gọi là đập hộp rồi thì mình không phải suy nghĩ một tí gì cả, phải lăn tăn, nhưng mà ví dụ như là mình tiết kiệm hơn thì có thể mình xài cái đồ nước một chút cũng được, không có điều kiện thì mình xài cái đồ này nó chăm sóc sức khỏe mình là cái cực kỳ hiệu quả. Kể cả anh em mình đôi khi mà ở đây mình đi spa các loại massage nó cũng có cái hay, nhưng mà khi mà có cái ghế massage này ở nhà thì anh nghĩ là nó giải quyết rất nhiều thứ. Thấy chưa? Em lực em mạnh nhẹ, em tăng giảm. Đấy, xong ba cái tiếp em cũng đây. Thì là cái lực này, tay đầu gối này, cái bắp chân này, cái bắp chân này, cái đuôi giữa là bắp chân, nếu mà em tăng lên đây này, nếu mà em chơi thể thao thì nó sẽ muốn cái bắp chân của em. Nhưng mà sẽ đau, nếu em quen thì chắc chắn nó không. Anh nghĩ là lên giảm được. Đúng lúc là em quen. Em cảm nhận ban đầu thế nào? Thấy có khác nhiều với những cái con mà em đã mạnh mẽ, không phải những mạnh mẽ mà hơn chính xác mà em để ý nhá, cái độ sâu của nó, cái độ sâu ấy nó xoáy từ từ, nó nhỏ hơn cái kia, nó xoáy rộng 30 mm, nhưng mà cái này 10 mm thôi, mà mình cảm thấy nó thấu, nó nhẹ nhàng, nó nhưng mà nó rất là sâu, đúng không? Đấy, nếu mà về sau em quen nữa thì em bỏ hẳn cái thảm nhung ra thì nó là mạnh nữa. Nên thật ra thì mọi người nghe review thì bao giờ thế, nói cái sản phẩm khi là 30 triệu, 50 triệu, là kể cả 20 triệu nó cũng là đầy đủ chức năng, nhưng cái chức năng của nó như thế nào chính xác đấy, kinh sản với chính xác đây, chính xác. Khi em là người cũng là kinh doanh về cái lĩnh vực ngành nghề, và em cũng từng là cái kiểu như là nhập một số mặt hàng ở Nhật, đúng không? Thì em cũng hiểu là cái người Nhật người ta rất là tinh tế mà tỉ mỉ, người ta làm cái độ chính xác. Thật ra ấy, thì không biết là em đã ra trải nghiệm những cái dòng ghế mà gọi là ở siêu thị ấy, nó trăm mấy, 270 mấy triệu rim, rồi là cui các cái gì, rồi là tức là nó toàn là nhái nhái này, rồi là cái Dr. Ke cũng làm cái hãng nổi tiếng, nhưng mà anh nói thật sự là không phải mình bán cái hàng nội địa Nhật, mình khen nội địa Nhật đâu, nhưng mà anh cũng phải từng đi trải nghiệm rất nhiều ở siêu thị, đôi khi mình cũng ra để trải nghiệm ấy, và không biết là em trải nghiệm chưa, anh thấy chưa, có cái ngồi những ghế mà 270 mấy triệu nói ở Vincom với lại ở Times City, anh thấy ngồi nó cực kỳ chán ấy, đâu đó là nó tỏa ra hương, rồi là giọng nói, thật ra thì cái đấy là nó chỉ là cái ấy thôi, cái này cũng là giọng nói, nhưng vấn đề là nó là giọng nói người Nhật thì là mình chưa thể bị xử lý được rồi. Mà em để ý nhá, cái da
của màu ba ấy, nó khác da màu đen. Và Đức, anh thấy là cái da cái này nó mềm mại hơn. Thì tại vì sao ở tại Nhật ấy là nó đắt hơn cái màu đen là gần 20 triệu. Đấy. Nếu mà kinh doanh về cái màu be màu sáng này này, về là ví dụ như anh muốn là mang rất là nhiều cái màu về để cho khách hàng lựa chọn. Nhưng mà em cứ để ý thì các shop khác ấy, đa phần màu đen. Lý do là sao? Tại vì người ta lợi nhuận nhiều, hoặc là người ta trà trộn là ba màu bằng tiền nhau nhưng người đưa lên cái giá rất cao. Thế thì mà cái người Việt mình ấy thì cứ thích đa phần màu đen, nghĩ là sạch. Và thật ra ấy, thì anh nghĩ là cái da này mình lau nó như ô tô mình ấy. Ô tô mình đi mà bụi bẩn ngoài đường ấy mà màu xám màu, anh nói em có con hàng chục năm, 20 năm nếu mà người do người dùng luôn đúng không? Vẫn đẹp, vẫn không vấn đề gì cả. Thế thì tội gì mà mình phải dùng cái màu mà nó tối màu, nó làm ảnh hưởng đến không gian phòng khách, phòng ngủ của mình. Trừ trường hợp là có những cái không gian mà nó phù hợp màu đen, hoặc là những người thích phong thủy màu đen. Đấy, thì ok, còn anh thì bao giờ anh cũng khuyên khách hàng là những cái gì mà tư vấn mình là nó đẹp và nó sang trọng nhất. Nhưng mà cái lãi suất của cái hàng màu này thì là thấp hơn kia. Nhưng không, đấy là anh nghĩ là không vấn đề. Tại vì trong xã hội thì mình với anh thì cái tầm tuổi này mình nghĩ là mình kiếm tiền là cũng là rất chính đáng. Và thôi thì mình cũng không phải là quá gam go về cái kinh tế. Mình còn chia sẻ được cho mọi người những gì mà mình cứ phải là nhất là kiếm. Như em nhìn cái này là ôm, sướng không? Ôm cực kỳ thích. Anh đi massage nhiều, anh nói thật sự nhiều cái mà bàn tay con người ấy, sờ vào, nắm vào cái những huyệt đạo mình cũng có cái hay riêng. Nhưng mà những cái ghế này, những cái cơ ghế này nó có cái hay hơn những cái người mà chuyên nghiệp làm. Đấy là cảm giác thật sự. Đấy, khi mà mình ngồi mình ngả hết được ra, đã ngả hết rồi. Còn mình thích ngồi xem TV thì mình có thể mình nâng lên một chút. Đấy, cái dòng mà Panasonic thì cái van hơi ấy, nó bập đúng không? Như cái em cái Ina là nó êm, thì nó êm nhưng nó từ 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 chậm rãi, rất là kiểu sống chậm ấy. Còn cái thằng Fuki ấy thì nó còn hơi cái tiếng van hơi cắt, nó còn mạnh hơn thằng này nữa cơ. Nhưng mà anh nghĩ là người Nhật người ta cũng nghiên cứu rồi, là những cái động cơ này, rồi là những cái độ ồn mà như để span ấy, nó cho phép được đúng không? Nhưng thì êm quá thì cũng mà nó cũng giải quyết được cái câu trị liệu thì cũng không hay lắm. Anh hôm nay anh cũng chuyển đi cho một anh Kiên ở Bình Dương. Bình Dương thì anh này anh mua, anh đã mua rồi nhá, để chia sẻ. Anh ấy đã mua rồi một cái ghế massage của shop, và thì anh cũng không tiện nói tên, là nói là 5 năm với 7 năm uy tín rồi các thứ. Rồi là nhân viên nhiều bảo trì và chép các thứ. Cuối cùng nói là hàng Nhật nội địa, cam kết là hàng Nhật nội địa, nhưng cuối cùng mà anh vào đấy thì anh chứng minh ra là nó không phải Nhật nội địa. Thế thì anh trả lại và anh lấy của anh con ca ghế Panasonic mà 100, mà hôm em xuống xem ấy, màu nó cũng màu kiểu như này, nhưng mà nó không được mịn màng như cái này. Đấy, hôm nay anh vừa chuyển đi thì anh còn chụp hình ảnh cái con ghế đấy cho anh. Thế nào anh cũng phải, tức là mình đưa, anh muốn là đưa lên cái YouTube mình để mình lan tỏa, để mọi người biết được những sản phẩm thật sự chất lượng và xịn, để làm sao mà mọi người bỏ đồng tiền ra mua ấy, nó không bị nhầm lẫn. Tại vì bây giờ các shop các thứ thì người ta được đào tạo những cơ bản về cái marketing ấy, nói rất tốt, phải nói là
anh không không học được đấy. Mình biết là những cái gì mà mình làm nó chuẩn chỉ, người thật thôi. Chứ còn anh vẫn khuyên là mọi người là mình là khách hàng thì mình được quyền lựa chọn, mà lên lựa chọn đi tham khảo rất là nhiều nơi để cái sản phẩm của mình. Nhưng mà đôi khi mà mọi người mà không có cái kiến thức Nhật Bản nhất định ấy, thì lại bị cũng vẫn nhầm lẫn. Tại vì khi người bán hàng ấy, phải nói không ai người ta nói là người ta bán cái hàng sửa chữa bung vá, không ai bán nói cái bán hàng là tôi đây là hàng bông, hàng đây là hàng đồ, không bao giờ đúng không? Đằng nào di xịn. Nhưng mà để mà biết được ấy thì là phải khách hàng có kiến thức một chút và tìm hiểu và tham khảo anh em bạn bè. Thì mình mua một cái sản phẩm kế về nó gắn bó mình, nó ít nhất là anh nghĩ là 5 năm. Mà đôi khi khách hàng bây giờ ấy, thì cái thời đại của thông tin ấy là anh nghĩ là bán hàng trên không gian mạng, nhưng người ta bảo hành vẫn bảo hành, nhưng mà em bảo một cái ghế mà về nó bị lỗi liên tục ấy, thì cứ chở đi chở vô để bảo hành, thì cái người mà mua ghế massage để người ta gọi là nâng ra cao cái chất lượng cuộc sống nó thư giãn, thì cuối cùng mang cái bực đúng không? Là anh không muốn nên. Thật ra thì mình không nói hay về cái đồ điện tử được, nhưng mà cái hàng mà zin xịn ấy của Nhật nội địa thì anh nghĩ là nó hàng nghìn hàng chục nghìn cái, thì may ra một vài cái là nó có lỗi, chứ còn đâu là thực sự là hàng nó là tuyệt vời đấy. Xuất xưởng nó đã kiểm tra QC UA cạnh trắng rồi, nó ra trường đúng rồi, tức là nó test rồi, cái ghế nào cũng test rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái hàng em mua hàng mới độc hộp này nhá, cũng sang, nhưng mà mới độc hộp nhá, anh nói em nhá, vẫn có shop là bóc cái hàng mới độc hộp này, nhưng mà ví dụ đây một con 102 đi nhá, là cái bảng điều khiển màu đen. Thế thì có một cái shop cũng bán hàng lâu lắm rồi đấy, tôi chuyên chỉ bán ghế massage, tôi không bán cái hàng linh tinh khác, ví dụ đồi cơm hay là bất kỳ gì đấy, là đúng là cũng nói thế. Nhưng mà lại thành cái bảng điều khiển này, nó ra cái bảng điều khiển con Panasonic 1T1 thì màu nó màu sương banh này, nó hơi vàng vàng. Cái chính cái anh khách hàng ở bên Bắc Ninh của anh là người ta phát hiện ra. Thì mình không có đâu mình theo dõi thì người ta, tại vì người ta anh là dân kỹ thuật, anh là tổng đại lý xe máy Honda Việt Nam ở Bắc Ninh Từ Sơn, cái nhà Việt Long. Thì anh phát hiện ra, anh bảo mình bán hàng mình kiếm tí lời của mình để phúc đức cho con cho cháu, chứ mình bán như kiểu như thế là chết. Dừng đây ăn xong.